Hãy subscribe sau lớn lên rồi, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Khi thầy viết bàn bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bức ràn, có hạt bụi nào rơi trên tâm thầy. Sao lớn lên rồi, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Khi thầy viết bản bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Xong rồi, lên cho nó giò thêm buổi sáng.